Chào tất cả mọi người đến kênh Máu Tô Huy Trung. Hôm nay bên em vừa về một chiếc Ford Laser nha anh em. Đấy, xe thì màu đen rất là đẹp. Con này thì mới 1.6, sản xuất năm 1999, đăng ký năm 2000 nha anh em. Đấy, xe rất là đẹp, số sàn máy 1.6. Xe này thì màu đen, nước sơn thì nó rất là bóng nha anh em. Nước sơn rất là bóng, có thể soi gương được luôn ấy. Tuy là xe cỏ thôi nhưng mà chủ xe người ta sơn nước sơn rất là chất lượng. Đấy. Xe thì biển 75 Huế, cũng rất là biển số cũng rất là đẹp, 02444. Đấy, rất là đẹp. Đấy, mâm đúc nguyên bản theo xe nè, anh em nhìn kỹ nha. Đấy, mâm đúc nguyên bản theo xe nè, lốp lá thì vẫn còn rất là đẹp nha. Sơn, nước sơn chủ xe người ta sơn kỹ lắm, có thể soi gương được luôn á. Tuy là em thấy xe cỏ thôi nhưng mà sơn cái nước sơn phải nói là rất là đẹp. Anh em nhìn thấy không? Rất là nội thất là rất là đẹp, nội thất nguyên bản để đi luôn. Đấy. Con này thì hôm nay bên em bán mức giá rất là hợp lý cho anh em luôn. Anh em phải coi hết video nhé. Anh em nào thích dòng này thì cứ coi hết video. Bởi vì con này nó rất là chất, nó không phải là nó đẹp bình thường đâu, bởi vì nó rất là đẹp, nội thất rất là đẹp. Em lát em sẽ quay rõ ràng review coi kỹ cho anh em coi luôn. Nước sơn màu đen, anh em thấy cái nước sơn thôi là anh em thấy chất lượng rồi. Tuy là xe cỏ thôi. Đấy. Mâm là mâm zin theo xe luôn này. Đấy, mâm zin theo xe chưa có sơn lại này. Đấy, rất là đẹp nha. Anh em thấy nội thất này. Anh thấy ngoại thất không? Sơn rất là đẹp luôn, soi gương được luôn. Khám mới vừa khám xong, khám tháng 10 năm 2021. Xe có cam lùi, cảm biến cam lùi, cam hành trình rồi đầy đủ hết nha anh em. Nội thất rất là đẹp, nội thất là hầu như là zin nguyên bản luôn. Con này thì hôm nay bên em bán mức giá chỉ có 102 triệu thôi nha. 102 triệu thôi, bao rút hồ sơ cho nên toàn quốc. Đấy, bao rút hồ sơ nhá. Em vào nội thất cho anh em xem này. Con xe này thì nó khỏi phải bàn rồi. Nội thất anh em thấy không? 99-2000 thôi mà anh em thấy cái nội thất không? Rất là đẹp luôn, nỉ nít này. Dễ gì có một xe nào đẹp như con xe này. Đấy, vô lăng ba chấu anh em thấy không? Vô lăng ba chấu này. Đó, anh em thấy chỉ niệm theo xe vẫn còn nguyên nhá. Tắp bi, tắp lô anh em nhìn này. Còn rất chi là đẹp luôn, em soi này. Đấy, anh em thấy không? Những cái chỗ này là những cái chỗ người ta hay bước lên nhất này. Nhưng mà nó vẫn còn rất là đẹp anh em thấy không? Sạch sẽ hết này anh em thấy. Đấy, nỉ nít luôn, nói chung là xe này thì ok lắm rồi. Cái giá thì nó rất là phải chăng cho anh em mua về sử dụng đi ngay. Xe Ford Laser 2000 này thì trên thị trường nó rất là nhiều, rất là nhiều. Nhưng mà khó con xe nào đẹp và khó con xe nào chất lượng. Em nói vậy thôi. Vô lăng là vô lăng đời này vẫn là vô lăng ba chấu. Da vẫn còn rất đẹp này. Đấy. Màn hình đồ cam, hành trình đồ đầy đủ hết nha anh em. Không thiếu thứ gì hết này. Anh em nhìn tắp bi này. Đồ đạc rồi nó còn mới, em quay chiều nên là nhìn nó sẽ hơi tối một tí nhưng mà trước bên ngoài thì rất là đẹp. Giá là phải chăng nữa chứ có 102 triệu thôi, máy 1.6 rất là lợi xăng. Số sàn nó dòng Ford này thì nó cũng rất là lành tính anh em à. Dòng Ford này có cả club mà anh em vào anh em biết dòng này nó lành tính cực kỳ luôn. Máy nhất là nổ thôi, rất là êm. Mấy cái này cái hộp để đồ này. Anh em thấy có con xe nào mà phanh tay anh em nhìn này, phanh tay này. Đấy, anh em thấy không? Da này còn rất là đẹp luôn. Cụ số này anh em thấy không? Anh em nhìn này. Số má vào rất là nhẹ nhàng, ngọt ngào lắm. Hộp rồi đây, đồ đạc rồi còn rất là đẹp nha anh em. Mới hết á. Bể thì tay cũng còn rất là đẹp này. Giấy tờ rồi đây. Anh em nhìn này, cái này còn rất là chất nha anh em. Khó con xe nào mà đẹp như thế này lắm. Em mua hai con Ford Laser mà con nào cũng ok, nó thật với anh em, con nào cũng ok hết. Em đi coi Ford Laser rất là nhiều, và nhiều xe nhậu nát tùm lum thứ. Đời 99-2000 mà em nhìn gương kính này chỉnh rất là ngọt ngào, rất là nhẹ nhàng. Đấy. Nó không có rùa bò nha, gương này nó chỉnh nhanh lắm. Đấy, lên xuống cực kỳ nhanh luôn, nó không có rùa bò đây. Trần nỉ này anh em thấy không? Mới hết này. Nó chỉ có vừa lâu lâu nó có vài vết dơ nhẹ nhẹ thôi, nhưng mà nói chung là còn đẹp, trần nỉ còn rất là đẹp. Đèn là đèn LED luôn anh em, đèn LED luôn này, thấy chưa? Đấy. Nắng là vẫn còn rất là đẹp nha anh em. Tượng đồ đầy đủ hết này. Xe nói chung mà ta giữ cũng kỹ lắm đấy. Camera hành trình này, có cả cam lùi đầy đủ hết nha anh em. Không thiếu một thứ gì hết. Xe anh em mình mua về chỉ có việc là sử dụng đi ngay thôi. Kính chiếu hậu nó cũng chỉnh điện nhưng vẫn chỉnh hoạt động bình thường anh em. Đấy, kính chiếu hậu vẫn cứ hoạt động bình thường. Da diết rồi anh em mình thấy rất là đẹp luôn. Xe nó phải nói là rất là chất. Dòng này thì nó khỏi phải bàn. Dòng Ford thì người ta sản xuất nó rất đồ đạc, nó chắc chắn lắm anh em ạ. Anh em nhìn này. Anh em thấy không? Biết bao nhiêu năm tháng mà nó còn đẹp như thế, nó còn rõ nét như thế này anh em thấy không? Đấy. Lề cửa rồi này, cửa đóng rất là êm.
chỉ điểm theo xe vẫn còn nguyên thế này mà. Mở cốp sau em anh. Nội thất đây, nội thất là nỉ hết nha anh em, nỉ zin hết. Có cả bệ thì tay này, bệ thì tay này. Đấy. Thất là nỉ zin rất là sạch sẽ anh em thấy không? Ngay cái chân bệ này này, đấy, người ta hay bước lên bước xuống nó hay đụng cái này nhưng mà nó vẫn còn đẹp. Nói chung xe này người ta em thấy nó người ta giữ lắm. Hầu như rất là ít đi, 92 ngàn nhưng mà đi không bao nhiêu km hết. Nội thất rất là đẹp nha anh em. Trần nỉ là sạch sẽ hết đấy. Đấy anh em nhìn đằng sau này. Đấy, đầy đủ hết nha. Nội nỉ này. Dễ gì hiếm gì xe nào có cái nỉ như thế này anh em. Đẹp lắm. Nỉ này thật đúng là hàng này, hàng anh em mua về sưu tầm chơi rất là ok nha. Hoặc là uống cà phê, hoặc là những anh em có điều kiện kinh tế cao mua về tập lái cũng rất là hợp lý. Hoặc là những anh em có điều kiện kinh tế thấp mua về đi gia đình thì nói khỏi phải bàn, dòng này đi gia đình thì tuyệt vời, trên cả tuyệt vời. Bởi vì nó rất là lợi xăng và đồ phụ tùng nó cũng rất là dễ kiếm và rẻ, nó phụ tùng nó rất là rẻ. Một cây mua pin của nó tầm 400-500 ngàn, nó rất là rẻ anh em à. Một cây ấy. Đấy, đồ đạc nó sản xuất rẻ lắm, người ta cũng dán cách âm rồi nè. Đấy, nhìn không? Sơ cua độ đầy đủ hết. Nội thất là nỉ đi. Nói chung nỉ nít còn nguyên cái gầm bệ đây. Không có mục nha anh em. Gầm bệ chưa có một tí mục nữa. Gầm bệ em này thì đi rất là êm anh em à. Đi êm ái chắc địch à. Đấy, chứ nó không có nhiều lăn nốt đồ đi mà dòng tưng đâu anh em. Đi chắc lắm. Dòng mà đi chắc số á, ngọt ngào lắm, con số nhẹ nhàng. Máy móc thì nổ rất là êm, máy móc thì nổ thì thầm luôn. Đấy, gầm bệ đây. Gầm bệ đây nè, đẹp quá nha. Cái tay nóng này này còn đẹp hết nha anh em, cứng cáp lắm, đồ đạc nói chung chắc nịch rồi. Gương kính chính điện đây, xe người ta cũng dán thêm cách nhiệt rồi nè anh em, về cũng không làm gì thêm nè, cam hành trình cam lùi người ta cũng gắn rồi, về mình có việc đổ xăng và chạy thôi. Con này chấm 6 thì nó chỉ tầm khoảng 7-8 lít thôi anh em, mà chưa tới đâu. Ví dụ như anh em mà chạy đường thành phố tổng hợp thì nó sẽ cao, chỉ anh em chạy đường trường thì nó lợi xăng cực kỳ anh em thấy. Cửa gió điều hòa này mười mấy năm mà anh em nhìn nó sạch nó đẹp không, nhìn nó mới anh em thấy không, dễ con xe được như vậy. Anh em cứ kiếm thị trường đi, xe nhầu xe nát thì em đi coi cả chục cả trăm con rất là nhiều, em đi coi xe rất là nhiều, ngày nào cũng đi coi xe hết, nhưng mà tìm một con xe đẹp em thấy em ít lắm anh em à. Nội thất anh em nhìn đây, cái này là em rửa vệ sinh đó anh em thấy còn đẹp hết, nói chung mở máy ra đây. Hiếm con xe nào mà 20-30 năm, 20 năm, gần 20 năm rồi mà có nỉ như thế này á, thì nó là chủ đi giữ chìm, giá lại phải chăng. Phí hồ sơ của em đã hết 3 triệu rồi nha anh em, đấy phí hồ sơ 3 triệu thôi của em rồi, em đâu còn có bao nhiêu đâu, chị bán anh em lại ít lắm. Rồi anh em về anh em lọc lá cho anh em nữa, xe về cũng phải dọn rửa này nọ. Đấy, dễ gì mua được con xe đẹp mà giá rẻ anh em. Đấy, giá này em hợp rất là hợp lý luôn. Nghe tiếng máy chưa? Em không nói cho anh em nghe tiếng máy đó. Rất là êm. Anh em nhìn ốc này. Còn rất là sáng luôn. Đấy. Máy móc anh em nhìn này còn sáng choang hết luôn. Xe người ta đi là phải giữ cái gì như này anh em nhìn này. Bốn ốc phục nè. Nó rất là đẹp. Đời mà đời, ví dụ như người ta mà không biết người ta đi sơn lại, người ta sơn mấy ốc này luôn. Đấy, là sơn lại mất zin rất là nhiều, nhưng mà anh em thấy xe. Xe cũ thì mua là phải zin thôi, chứ xe cũ mà mua làm lại thì cũng không quá tốt đâu. Đấy, nhưng mà zin tùy cái thôi, có một cái phải cho nó zin nhưng mà có cái là phải làm lại, bởi vì theo năm tháng anh em mà. Như cái nắp mặt máy người ta phải làm lại hết rồi nè, mới chạy được này, chứ để mà mười mấy 20 năm mà để vậy không bao giờ chạy được anh em ạ. Nắp capo anh em thấy không, không có một vết đâm đụng hay là ngập nước nha. Bên em coi rất là kỹ càng rồi, capo còn rất là đẹp, capo zin, không một vết đâm đụng luôn. Bật đèn này thì có đèn chợ sáng dưới đây đầy đủ thế này, bật đèn đèn thì không thiếu gì hết, anh em đi xa vô tư luôn, đèn chợ sáng là đấy, led đầy đủ hết nha. Tắt đi, tắt máy luôn đi.
Anh em nhìn thấy cái máy không? Máy rất là gọn gàng và sạch sẽ, đời cũ thôi nhưng mà máy rất là gọn, không có rườm rà dây điện đồ, nên là thợ thầy rồi người ta làm người ta cũng rất là kỹ lưỡng. Bỏ xuống lốp lá đi, chỉ có 102 triệu thôi, bên em bao hồ sơ cho anh em luôn. Anh em nào thích thì cứ liên hệ số điện thoại 0905 356 663, 0935 146 262. Anh em cứ vào xem xe thoải mái đấy, bao cho anh em đi 1 tháng không cũng được đấy. Xe cũ mà em bao thật, anh em nói thật, anh em vào showroom xe mới anh em mua, anh em khi mà anh em bảo dưỡng rồi người ta cũng lấy tiền anh em, chứ không bao giờ người ta đổi một cho anh em đâu đấy. Không bao giờ người ta có cho anh em chạy thử 1 tháng, bao cho anh em chạy 1 tháng bảo hành đâu, không có vụ đó đâu anh em. Anh em có ví dụ mua mới người ta cũng vào bảo dưỡng này nọ người ta cũng lấy tiền thôi, chứ không có vụ mà miễn phí đâu anh em. Bên em bán xe cũ, bên em bao vậy là anh em biết bên em tự tin đến con xe của mình như thế nào rồi. Bên em tự tin về cái máy và tự tin về con xe của thế mình như thế nào là anh em biết rồi đấy. Rất là ít showroom người ta bán xe mà người ta bao chạy như anh em. Xe cũ mà nó rất là nhiều cái lý do để nó hư lắm, nên là phải tin tưởng con xe kìa, phải xem về cái chất của con xe kìa. Xe này thì anh em cứ về đi thoải mái, sơn xe anh em mình rất là bóng nha, khóa mốt theo xe luôn này, rất là đẹp. Chỉ có 102 triệu thôi, bao hồ sơ cho anh em toàn quốc đầy đủ hết, khám mới luôn. Anh em về chỉ có việc đổ xăng và đi thôi, không phải làm bất cứ một thứ gì, không phải bỏ thêm một đồng nào này hết. Biển số thì cũng em rút hồ sơ cho anh em luôn. Rồi, 102 triệu nha anh em, Ford Laser 99 đăng ký 2000, 1.6. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em. Nhớ đăng ký kênh em hỏi em nhiều hơn nhé. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều.